Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là hai chiếc điện thoại rất hấp dẫn của Việt Nam. Ở bên tay trái của mình đó chính là chiếc điện thoại Vsmart Leaf. Còn ở bên tay phải của mình đó chính là chiếc điện thoại Vsmart Active 3. Hai chiếc điện thoại này thì đang có mức giá loanh quanh tầm khoảng 3 triệu rưỡi tại Hoàng Hà Mobile. Đấy, và không biết là bây giờ nếu mà với 3 triệu rưỡi là các bạn đã có thể lựa chọn được Vsmart Leaf phiên bản RAM 6GB chưa? Đấy, tuy nhiên là ngày trước là các bạn đã có thể lựa chọn được Vsmart Leaf phiên bản RAM 6GB cái đây không lâu đâu. Đấy, có thể là bây giờ chương trình đó vẫn còn, các bạn có thử gọi điện đến Hoàng Hà Mobile xem như thế nào nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ có một cái bài so sánh hai sản phẩm này với nhau để xem là ở trong cái tầm giá khoảng 3 triệu rưỡi, sản phẩm nào sẽ đáng mua hơn. Đấy, đi thẳng vào vấn đề đi. Về mặt thiết kế đẹp hay là xấu là tùy thuộc vào mắt mỗi người. Đấy, tuy nhiên là mình thấy là cái thiết kế của cái chiếc điện thoại Vsmart Active 3 này nó đẹp hơn. Đẹp hơn ở chỗ là cái mặt lưng của nó này nó được phối màu theo kiểu gradient, nhìn rất là đẹp mắt, và khi chúng ta nghiêng đi nó sẽ thay đổi cái màu sắc theo cái góc nhìn của chúng ta, cũng như là thay đổi màu sắc theo ánh sáng. Thứ hai nữa đó là cái mặt lưng ở phía sau của cái Active 3 này thì cái cụm camera của nó này nó làm đỡ lồi hơn so với cả Vsmart Leaf. Cái cụm camera này nó làm lên hơi lồi, với cả cái cụm 4 camera nó đặt theo một cái chiều dọc như này thì mình cảm thấy là nó hơi dài. Còn ở trên Vsmart Active 3 thì nó đặt 3 cái camera như thế này là mình thấy đủ rồi. Đấy, tuy nhiên là ở phía mặt sau này của Vsmart Leaf thì nó lại không có cảm biến vân tay ở phía mặt lưng, nên thành ra chúng ta nhìn mặt lưng của nó sẽ gọn gàng hơn là Active 3. Active 3 thì nó có cảm biến vân tay ở phía mặt sau lưng này. Đấy, nên là chúng ta nhìn vào thì nó hơi hoài cổ, giống như các thiết bị ngày xưa có cảm biến vân tay ở phía sau mặt lưng. Đấy. Và cái cảm biến vân tay ở bên trong màn hình của cái Vsmart Leaf này thì nó cũng là một cái gì đó gọi là nó công nghệ hơn, nó tiên tiến hơn, mặc dù cảm biến vân tay của Vsmart Leaf là chậm hơn so với cả cảm biến vân tay của Active 3. Active 3 cảm biến vân tay rất nhanh, chạm phát mở luôn. Đấy, nói gì nói, cảm biến vân tay một chạm ở phía sau này thì nó vẫn nhanh hơn là tốc độ cảm biến vân tay bên trong màn hình bây giờ. Chúng ta sẽ nói tiếp về cái phần mặt trước thì sao. Đây, mặt trước của hai cái thiết bị này thì đều là màn hình vô khuyết cả. Mình sẽ cho các bạn xem luôn. Mặt trước của cả hai thì đều là màn hình vô khuyết. Viền màn hình thì cả hai đều làm khá là mỏng, và mình đánh giá là mỏng cũng xem với nhau đấy. Tuy nhiên là cái phần viền trên này, viền trên của Active 3 chính vì nó làm camera thò thụt nên là thành ra cái phần viền trên của Active 3 nó làm mỏng hơn cái phần viền trên của Vsmart Leaf. Cái phần trên này thì nó có cái camera thò thụt này thì nó cũng có cái gì đó gọi là công nghệ hơn. Đấy, các bạn thấy không? Nó có camera thò thụt thì nó gọi là cái công nghệ hơn. Đấy. Còn cái phần viền trên viền dưới của Vsmart Leaf thì nó dày như nhau. Đấy. Nên là nếu mà về mặt trước thì mình vẫn thích cái mặt trước của con Active 3 này hơn. Với cả cái tỷ lệ màn hình mặt trước của Active 3 thì nó là tỷ lệ màn hình 19.5:9. Còn tỷ lệ của Vsmart Leaf thì nó sẽ là 18.6:9. Nên chính vì thế khi chúng ta cầm vào cái Vsmart Active 3 thì chúng ta cảm thấy là nó dài hơn. Đấy, cái màn hình nó dài hơn khá là nhiều. Thế còn về trọng lượng thì sao? Cái Vsmart Active 3 này nó sẽ nặng hơn một tí so với Vsmart Leaf. Nó là 183g so với cả 175g giống như trên Vsmart Leaf. Nhưng mà khi chúng ta cầm vào thì chúng ta không thấy có sự khác biệt nhau về trọng lượng đâu. Bởi vì một cái sản phẩm nó nhẹ hơn thì cái kích thước nó cũng gọn hơn. Đấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần màn hình thì sao. Hai sản phẩm này thì đều sở hữu màn hình Super AMOLED cả. Đấy, và cái màn hình của Vsmart Active 3 là sẽ có đường chéo dài hơn. Nó là 6,39 inch thay vì 6,2 inch giống như ở trên Vsmart Leaf. Đấy, tuy nhiên là về diện tích thì mình nghĩ là cũng xem với nhau thôi. Bởi vì là cái Vsmart Leaf thì nó có một cái diện tích hiển thị nó béo hơn. Đấy. Nên là mình nghĩ là về phần diện tích là cũng xem với nhau. Đấy, nhưng mà về tấm nền ý, thì là cái Vsmart Active 3 này vào chúng ta nhìn vào phát là nhìn phát thích luôn. Đấy, còn Vsmart Leaf thì mặc dù là Super AMOLED nhưng mà màn hình của nó hiển thị không được đẹp bằng cái Vsmart Active 3. Cái điều này là điều mà mình chắc chắn với các bạn luôn. Nếu các bạn cầm hai sản phẩm này đi ra ngoài cửa hàng ấy, ra Hoàng Hà Mobile, các bạn cầm trực tiếp hai sản phẩm trên tay, các bạn sẽ thấy cái sự khác biệt là tương đối rõ đấy. Cái màn hình của Vsmart Leaf mặc dù là Super AMOLED nhưng mà nhìn nó hơi đục và nó có một cái gì đó nó nhìn nó không được đẹp lắm, và cảm giác thấy là khi chúng ta nhìn vào thì màu sắc nó hơi nhạt. Còn cái màn hình của cả hai cái sản phẩm này thì nó đều là màn hình vô khuyết cả. Chúng ta nhìn vào thì sẽ có hiệu ứng thị giác tốt hơn. Tuy nhiên khi các bạn xem video ở trên kênh Dương Dê ấy, thì cái tỷ lệ màn hình 18.6:9 của Vsmart Leaf nó sẽ bị ít giải đen hơn. Đấy. Còn cái màn hình tỷ lệ 19.5:9 của
cái active bar này thì nó sẽ bị nhiều dải đen hơn. Thế còn về hiệu năng thì sao? Hiệu năng sẽ là cái mà V-Smart Lift sẽ hơn so với cả active bar. V-Smart Lift thì sẽ sở hữu con chip Snapdragon 675, là mình đánh giá luôn là tốt hơn Helio P60 ở trên V-Smart Lift. Đây điều chắc chắn luôn, cái này chúng ta phải nói thẳng với nhau. Và nếu các bạn mua hàng tại Hoàng Hà Mobile, nếu mà được cái phiên bản RAM 6GB của V-Smart Lift thì hiệu năng lại còn tốt hơn nữa. Đấy, vậy nên là về hiệu năng thì một điểm cộng cho V-Smart Lift. Còn nếu mà các bạn muốn biết xem là hai dòng này thể hiện cái khả năng chơi game như thế nào thì các bạn có thể search ở trên kênh Dương Dây. Admin Khả bên mình đã có bài test rất là kỹ hiệu năng của hai dòng này rồi, test những cái tựa game nặng rồi. Đấy, để các bạn có thể đưa ra những cái so sánh nó trực quan nhất. Thế còn về camera thì sao? Hai dòng này thì sở hữu bộ ba camera ở phía sau có thông số rất giống nhau, đều là 48 chấm đối với camera chính, camera góc rộng là 8 chấm và camera chụp ảnh xóa phông có độ phân giải là 2 chấm. Còn về camera trước ấy, thì camera trước thò thụt của V-Smart Active 3 nó sẽ có độ phân giải là 16 chấm, còn V-Smart Lift sẽ là 20 chấm. Tất nhiên số chấm chả quyết định vấn đề gì cả, và mình sẽ show ra cho các bạn xem luôn một số những bức hình chụp trực tiếp từ hai chiếc điện thoại này nhé. Đầu tiên là về bức ảnh chụp ảnh xóa phông đi, với bức ảnh chụp Mohamed Salah ở đây, các bạn có thể thấy đó là cái V-Smart Active 3 này nó thể hiện cái độ sáng tốt hơn và cái màu sắc của nó không bị ám sang đỏ quá nhiều giống như là trên V-Smart Lift. Đấy, và thêm nữa đó là khi mà mình zoom vào nhân vật ấy, thì mình cũng thấy là cái độ chi tiết ở trên cái con V-Smart Active 3 này nó giữ lại được là tốt hơn. Đấy, đấy là với camera xóa phông. Tiếp tục nữa nào, với camera chụp ảnh góc rộng thì sao? Ở đây mình chụp ảnh cái nút bạc này của mình, và khi mà mình zoom lên đến cái chữ Dương Dê ấy, thì cái V-Smart Lift nó bị mờ nhòe và bị vỡ hạt khá nhiều. Còn ở trên V-Smart Active 3 thì chúng ta sẽ không xảy ra cái hiện tượng đó. Đấy, và kể cả những hình ảnh về Ronaldo ở đây thì mắt gần như là chả nhìn thấy gì luôn ở trên V-Smart Lift. Còn ở trên Active 3 thì chúng ta vẫn nhìn thấy rất là rõ ràng. Đấy, bức ảnh tiếp theo là bức ảnh mà mình chụp ở cái điều kiện lá cây, tán cây thì nó sẽ khó khăn hơn. Đấy, và khi mà mình chụp ảnh vào cái cây ở chỗ kia kìa, thì cái V-Smart Lift này nó thể hiện màu sắc rất là bền khi chúng ta zoom lên. Còn ở trên Active 3 thì nó giữ lại được độ chi tiết, nó sẽ cao hơn. Đấy, rồi tiếp theo nữa nào, về cái camera selfie thì mình đánh giá là cái camera selfie của V-Smart Active 3 cũng tốt hơn, góc chụp rộng hơn và độ chi tiết giữ lại được là tốt hơn. Nó không bị cà ra mặt quá nhiều giống như ở trên V-Smart Lift. Đấy, V-Smart Lift thì nó bị cà ra mặt quá nhiều này, góc chụp thì hẹp hơn. Đấy, các bạn thấy không? Và ở phía sau thậm chí là V-Smart Lift nó còn thể hiện một cái độ gì đó nó hơi cháy sáng, và những chi tiết giữ lại ở phía sau là rất là kém. Đây, nói có sách mách kèo chứng để cho các bạn xem luôn. Đấy, cái bức hình này nữa này thì các bạn có thể nhìn thấy là mình có thể nhìn thấy rất là rõ từng cái đường vân ở trên áo của mình ở trên con Active 3, nhưng mà ở trên con V-Smart Lift thì mình sẽ không nhìn thấy cái điều đó. Đấy, kể cả bức hình này nữa này. Đấy, bức hình này là cái bức hình điển hình cho cái việc là chụp ảnh selfie với điều kiện ngược sáng. Cả hai máy thì đều đã bật HDR rồi nhá. Thì cái V-Smart Lift này nó bị cháy sáng rất là nhiều. Còn ở trên Active 3 thì nó sẽ không xảy ra điều đó. Vậy nên là về camera thì Active 3 sẽ hơn cả camera trước lẫn camera sau. Đấy, và thực sự là những cái sự cải tiến như thế này là những cái sự cải tiến mà mình nghĩ là người dùng đang rất mong chờ ở thời điểm hiện tại. Active 3 đã có cải tiến hơn về camera so với cả V-Smart Lift rồi, và nó hoàn toàn đứng chung mâm với những sản phẩm có camera tốt ở trong tầm giá từ 3 đến 4 triệu đồng đấy. Đấy, tiếp theo nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần thời lượng sử dụng pin đi. Hai chiếc máy này đều có viên pin là khoảng 4.000 mAh và đều có viên pin trâu cả. Cái sạc nhanh đi kèm theo hai cái chiếc máy này thì đều là sạc nhanh 18W. Tuy nhiên V-Smart Lift hỗ trợ sạc nhanh 18W, nghĩa là có hỗ trợ sạc nhanh 18W. Còn cái V-Smart Active 3 này thì nó chỉ hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 15W mà thôi. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình mà mình sạc hai cái giỏ này lên ấy, thì mình thấy là cái thời gian sạc lên nó cũng gần gần tựa như nhau thôi. Nó cũng không nó lệch nhau khoảng 10 phút. Con V-Smart Lift này sạc đầy trong vòng khoảng 1 tiếng 35 phút. Còn con này thì sạc đầy trong khoảng 1 tiếng 45 phút. Thì mình nghĩ là từng đó là cũng là xem. Nhưng mà cũng có thể coi là con V-Smart Lift này là cái con giành chiến thắng hơn một chút này. Đó. Tiếp theo nữa nào, hai máy này thì đều có sóng sánh đều khá ổn. Đấy, đều giữ được jack cắm tai nghe 3.5mm, đều có cổng USB Type-C. Hệ điều hành thì cũng đều là VOS 2.5 hết rồi. Có một cái điểm mà các bạn cần phải chú ý đó là V-Smart Active 3 bây giờ thì cái phần mềm của nó vẫn chưa được tối ưu hóa cho cái việc là cái camera thò thụt này nó có thể thò thụt lên được nhanh hơn, hay là khi mà thả rơi xuống đệm hay thả rơi xuống đâu đấy
thì cái camera nó sẽ tự động tụt vào. Thì nhưng mà chắc chắn là trong tương lai thì Vsmart họ sẽ fix cái lỗi này cho các bạn. Đấy, thực ra nó không phải lỗi đâu, chúng ta chỉ can thiệp một tí vào phần mềm là xong thôi, nên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng lắm. Đấy, tổng quan lại thì mình thấy là như này này, Vsmart Leaf là một sản phẩm có hiệu năng tốt nhất ở trong cái tầm giá. Không sản phẩm nào trong cái tầm giá hàng chính hãng có con chip 675 như nó cả, và nó là thể hiện hiệu năng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu mà các bạn cảm thấy rằng là Helo P60 đã đủ cho những cái trải nghiệm của các bạn rồi, thì rõ ràng với Vsmart Active 3, một cái sản phẩm mình đánh giá là có thiết kế đẹp hơn, mới hơn, tân thời hơn đấy, có màn hình nhìn vào phát là thấy đẹp hơn rồi, và có một cái camera nhỉnh hơn, thì rõ ràng với những điểm hơn đó, chúng ta hoàn toàn có thể chấp nhận đánh đổi, hy sinh về mặt hiệu năng để lấy những điểm hơn đó. Còn các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm nào trong hai sản phẩm này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Còn nếu mà với cá nhân mình thì 3,5 triệu mà có được phiên bản RAM 6GB của Vsmart Leaf thì mình vẫn thích cái phiên bản RAM 6GB của Vsmart Leaf hơn. Đấy, nói gì nói cái này cũng phải chia sẻ. Còn lại thì thực ra là với hai sản phẩm này, chốt lại là mua sản phẩm nào cũng được. Bạn cứ đến cửa hàng cầm trực tiếp lên, thích sản phẩm nào là chốt sản phẩm đó thôi. Đấy, Vsmart Leaf thì chắc trong thời gian ngắn nữa thôi thì họ cũng sẽ dừng bán đấy. Còn cái con Active 3 này thì mới là cái con chủ lực của Vsmart trong đầu năm 2020 này. Đấy. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bất kỳ những thông tin về hai sản phẩm này như thế nào, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Hoàng Hà Mobile nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.